Nhóm phụ nữ miền Tây xin kính chào cô, chú, anh, chị và các bạn nha. Thì hôm nay con thật sự rất là vui và hạnh phúc luôn khi được đại diện cho Mạnh Thường Quân là cô chú Phụng đến thăm và tặng quà đặc biệt cho gia đình của cô Út Thắm. Thì bây giờ xin mời cô, chú, anh, chị và các bạn cùng vào thăm gia đình của cô Út nha. Dạ, chào cô Út. Để con dẹp cái này nè. Cô Út ra đây ngồi với con nha. Cô Út gì? Thường mấy cô này không? Mấy cô bữa đó hả? Dạ, con hôm bữa con có ghé thăm cô Út đó. Rồi cô Út xích qua đây đi, con ngồi ngồi kế cô Út nha. Dạ. Không biết là anh Hiền có nhà không cô Út? Đi hút thuốc à. Anh Hiền bệnh sao cô Út? Nó bị não, nó té. Bị té hả cô Út? Té. Bị té lâu chưa cô Út? Mới té bữa tháng 8. Nó té, nó đi đá á. Rồi cái chóng mặt té ở ngoài hè không hay. Nó nằm một buổi trời nó mới tỉnh, nó đi vô mà nó té không hay luôn. Rồi hiện tại bây giờ là trong người anh Hiền là còn cảm thấy bệnh sao cô? Nó đi hút thuốc nam. Nó bị gì? Não gì á. Dạ. Người ta nói não thôi. Nóng. Dạ, nóng trong người rồi hiện tại là có bị chóng mặt được không? Chóng mặt. Dạ. Nóng lạnh, bữa đó nóng lạnh. Dạ. Cái giò lâu hết quá. Nhìn cô Út gỡ mấy cái cọng dây hung này ra đi để nó siết vô tay cô Út á nha. Con mới đeo vô là. Dạ, coi chừng nó siết vô tay là nó cái máu nó không có lưu thông được á. Nó lỏng. Rồi hôm nay cái móng chân của cô Út đỡ chưa? Nó chưa lạnh đó. Nó bị chảy mũ hoài. Nó bị gứ nước nó dạng. Chảy nước vàng. Dạ. Cô Út nói anh Hiền á mua cái gạt mà dạng gạt vô trùng á. Chứ dạ. mình để đó, nó mới mua rồi sao? Dạ. Còn để bông gòn gì á, nhiều khi nó dính vô cái thịt của mình á, cái nó cứ bị chốc ra ngoài á, nó dính mấy cái lông của cái gòn á. Dạ, rồi mình lấy cái băng keo giải mình quấn lại cho nó an toàn. Hồi sáng cô lấy sức thuốc lấy gòn đắp lại. Rồi hôm nay cô Út thấy sức khỏe cô Út tốt không? Nó mở mắt rồi nó xuống hoài. Nó cứ xuống mắt hoài rồi trong người thì cỡ này trời trở lạnh nè. Rồi cô Út bằng đêm thấy... nó lạnh, bằng đêm lạnh. Lạnh hai cái tay. Lạnh hai tay ha. Rồi cô Út ở nhà có áo ấm đồ không? Có mền. Bằng đêm lạnh á lấy cái mền trùm ngang đây. Dạ mình mặc áo ấm vô cho mình giữ ấm thân thể mình. Có để trong bụng. Dạ. Rồi mình gần tới ngày đi khám, tái khám chưa cô? Mới khám bữa thứ tư. Bữa thứ tư tuần rồi. Nó cho uống thuốc 21 ngày. Dạ, có thuốc rồi, có thuốc tiêm nữa ha. Không có. Đợt này không có thuốc tiêm. Có thuốc chích đó. Dạ, thuốc chích đó. À, có. Dạ. Cô Út có thể đau nhất trong người. Đau này. Nặng. ngồi hồi cái bắt đầu cái mình nằm á. Dạ. Nằm cái nó đau nó gịch cái giò. Nó gịch cái giò nè. Nó gịch cái da nè. Dạ con thấy da của cô Út như là nó bầm hết trơn vậy đó. Nó ngứa cô nó gà. Mỏng da đó nè. Mỏng da. Dạ. Rồi nó gịch lại nó học nó tới một tắc gữ lần. Dạ. Rồi cái nó gịch thịt á, nó dạ. Không có mai á. Dạ. Không mai nó gịch lại nó kéo lại đau. Cái này mình phẫu thuật chắc là cũng rất là lâu lành luôn hả cô? Một năm trời đó, mấy lệnh nè. Một năm trời. Năm mấy rồi đó, Tết này mới 2 năm nè. Dạ. Nó mấy lệnh, chưa lệnh cái giò nó. Dạ, cô Út có thể nói lại cho con với như cô chú anh chị và các bạn biết là cô Út bệnh sao trong người không? Mình đang điều trị bệnh gì? Nó tiểu đường. Dạ. Với nó đau cái giò nhức tê. Dạ. Bằng đêm với bằng ngày tê nhức cái giò nè. Bệnh tiểu đường của cô Út là từ lúc mà mình biết bệnh tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi hả? Họ cấp mổ hai giò này tới bệnh luôn. Dạ. Nó bị tiểu đường luôn. Là lúc mình mổ hai cái chân thì mình mới phát hiện là mình bị tiểu đường. À. Dạ. Vậy lúc trước là không có biết. Không có à. Tiểu đường. Họ cấp bị mổ hai giò này tới giờ nó mới bị tiểu đường. Dạ. Bây giờ nó đau nó gịch ở dưới này nè. Dạ. Nó gịch đây nè. Gịch đau. Hằng ngày cô ăn uống được không? Nãy mới chăn ra ăn với cá rồi cái
Để chan nước lạnh, chan ăn. Ăn cá kho hả? Cá nhỏ nó nãy nó mua nướng á. À ăn cá nướng chan với nước lạnh. Ăn không vô chan nước lạnh. Dạ. Ăn không ngon. Rồi mình ăn để mình chén cái dạ dày để mình uống thuốc nữa. Dạ. Ho bằng đêm ho muốn chết. Vậy là cô Út phải tối là phải mặc áo ấm vô, rồi mình xức dầu vô, mình xức ở cổ chích, nè. Xức. Dạ. Cổ. Xức ngàn cổ. Nó chích ngay trên nó chích bụng, nó chích đi. Dạ. Ở bên này nè, mà gấp đôi chích thay cái dài trời ơi. Nó chích thay dài quá trời nó đau muốn muốn sụi hai tay luôn. Dạ. Nó chích ra mà chích trên ấy đó. Chích chích đường á. Nó chích hai tay cái vòng xanh, lúc đó nó muốn sụi hai tay. Dạ. Rồi bây giờ bác sĩ kêu chích bụng, chích bên đây với bên đây. Sáng mũi, chiều mũi, hai bên. Dạ. Bình thường là ở nhà là anh Hiền nấu cơm cho cô Út ăn hả? Nấu cơm không. Dạ. Bồng đi xuống tắm. À, là... Là đáy thì đáy trong bô. Đáy trong bô nó bồng lên cái bô đáy. Dạ. Rồi đi xuống bồn tắm thì nó bồng xuống bồn tắm. Dạ. Tắm, đáy, ỉa rồi. Chứ đâu đi được đâu. Đi không thấy đường té chết. Dạ, anh cũng chăm sóc cho cô rất là chu đáo luôn. Kêu đi chiều 4 giờ nó kêu đi tắm. Rồi đi nó na xuống cái bếp á. Nó na ngang cái bồn tắm á. Dạ. Đi ngang cái bồn tắm. Cô Út cho con hỏi tế nhị chút xíu nha. À, không biết là chồng của cô Út á là có sống chung với cô với anh không? Thôi lâu rồi. Dạ. Là cô với chồng là đã ly hôn lâu rồi. Lúc mà anh Hiền còn nhỏ luôn hay sao cô? Còn nhỏ. Dạ. Rồi hiện tại là mình có liên hệ, liên lạc gì không cô? Không. Dạ. Nó có vợ khác rồi. Dạ. Giờ thì chỉ có hai mẹ con sống đây thôi. Lúc trước là anh Hiền anh học ở lớp mấy thì anh bắt đầu đi làm cô? Nó học lớp mấy chị bảy? Lớp 6 rồi vậy. Dạ, có lớp 6, lớp 7 là đã đi ra làm thêm, đang có thu nhập rồi. Dạ. Hiện tại là do cô Út bệnh nên là anh cũng không có đi làm thêm việc gì ở ngoài nữa. Đâu có đi làm. Dạ. Đi mặn rồi đâu thấy đường nấu cơm. Dạ. Ghim điện sợ điện nó giật chết luôn. Dạ, nguy hiểm. Chị dâu ba la quá. Ba la sợ ghim điện á. Dạ. Rồi mình gờ cái ổ điện gì nè. Rồi mình ghim á, sợ dạ. Nó giật. Cốt đừng đeo với hung nó nghe, với hung nó siết vô tay á là máu nó không có lưu thông á, nguy hiểm lắm á. Nó lõm chiếc cây. Sao móc lột chứ, dạ. Buộc lên quay á. À, hôm nay thì con cái cộng dây thun đóng lại à. Dạ, này con thấy nó siết nè. Con thấy siết đó. Hôm nay thì con đến đây là trước là thăm cô Út, sau là con đại diện cho Mạnh Thường Quân là cô chú Phụng đến tặng cho gia đình mình một phần quà đặc biệt nha. Để cô Út mở ra xem. Đây. Đường đâu. Dạ. Nè cô Út, mở ra xem đi. Mình coi nghĩ rồi. Thấy dạ. Đường đâu. Mở ra. Cơ thấy đường đâu. Dạ. Được coi. À, đây là giấy 500.000 là một tờ. Hai tờ, ba tờ, dạ, bốn tờ, năm tờ, sáu tờ. Dạ, cô chú Phụng gửi cho gia đình của cô Út Thắm tổng cộng là 3 triệu đồng nha. Dạ. Cảm ơn cô chú Phụng. Chú Phụng. Dạ. Dạ, thì cô chú Phụng có xem video lần trước mà nhóm thông nữ miền Tây của tụi con đăng đó. Thì cô chú rất là thương hoàn cảnh của cô Út nè. Thấy cô Út bệnh nè, rồi anh thì cũng còn rất là trẻ, chăm sóc cho cô cũng rất là tốt luôn. Thì cô chú rất là thương nên là gửi số tiền này về để cho cô có thêm chi phí trang trải cuộc sống và để lo khám chữa bệnh cho mình nữa nha. Dạ. Chúc cho cô với lại anh luôn rồi thật là nhiều sức khỏe. Là cô có muốn nói gì với cô chú Phụng không? Biết gì đâu nói là. Dạ cô lại gửi lời cảm ơn nha. Dạ. Không có biết nói nữa. Trời. Dạ cô chỉ cần gửi lời cảm ơn là được rồi. Dạ. Gửi lời cảm ơn chú Phụng. Dạ. Cô. Dạ. Cảm ơn hai cô. Dạ.
Cô chú Phụng ơi, thì con cũng đại diện cho cô chú gửi số tiền đến cho gia đình của cô Út Thấm trang trải cuộc sống. Thì con cũng xin chúc cho cô chú thật là nhiều sức khỏe, công việc lúc nào cũng thuận lợi, vạn sự như ý, vạn sự cát tường cô chú nha. Dạ, chào cô chú, chào các bạn.